Thưa quý vị, theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tăng 0,45% so với tháng trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, CPI đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022. Giá xăng dầu, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Giá nhà ở thuê tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán là những nguyên nhân chính kéo CPI tháng 2 tăng 0,45% so với tháng trước. So với tháng 12 năm 2022, CPI tháng 2 tăng 0,97% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,31%. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022. Lạm phát cơ bản tăng 5,08%, cao hơn mức CPI bình quân, chủ yếu do lạm phát cơ bản từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022. Có mức tăng so với tháng trước, cao hơn CPI chung, do giá xăng dầu là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng CPI trong các tháng thuộc nhóm hàng, được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản. Thưa quý vị, số liệu cũng vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2023, tính trung bình mỗi ngày có hơn 850 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 2 tháng đầu năm, cả nước có 37.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường sau 2 tháng đầu năm là 51.400 doanh nghiệp, tương đương bình quân một tháng có 25.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, cứ mỗi ngày có 856 doanh nghiệp đóng cửa. Thưa quý vị, thống kê của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, chỉ có 6,9% doanh nghiệp ở Việt Nam tham gia khảo sát cho biết có sử dụng công nghệ điện toán đám mây, 1,5% doanh nghiệp sử dụng Big Data hoặc AI để thực hiện các hoạt động marketing, 1,8% sử dụng các công nghệ tiên tiến như in 3D, robot. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu có dấu hiệu chậm lại, thậm chí là nguy cơ suy thoái, cần một cú hích của số hóa để gia tăng năng suất, thúc đẩy tăng trưởng. Năm 2023, Quỹ tiền tệ IMF đánh giá chuyển đổi số sẽ trở thành cú hích thúc đẩy năng suất của khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Châu Á đóng góp 60% số lượng bằng sáng chế của toàn thế giới và chiếm gần 60% tổng doanh thu bán lẻ trực tuyến, nhờ chi tiêu cho thương mại điện tử gia tăng mạnh mẽ. Doanh thu thương mại điện tử ở Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ tăng vượt trội so với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế số khoảng 30%, tức là gấp độ khoảng 3-4 lần, 5 lần cái tốc độ tăng trưởng GDP hiện nay. Như vậy, kinh tế số là đóng một cái vai trò động lực tăng trưởng rất cao, tốc độ cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình quân của GDP. Do vậy, kinh tế số nó tạo ra một cái dư địa mới để cho chúng ta có thể chuyển đổi cái nền kinh tế truyền thống. Ngoài ra, kinh tế số còn có tác động thẩm thấu vào tất cả các cái ngành trong nền kinh tế quốc dân để tạo ra một cái sự phân bổ nguồn lực một cách tối ưu hơn, hiệu quả hơn và tạo ra năng suất cao hơn. Với 70 triệu người dùng Internet ở Việt Nam hiện nay, trong đó thì có khoảng độ 80% là những người tham gia mua sắm trực tuyến, thì thương mại điện tử nó sẽ tiếp tục là cái đầu tàu để quyết định cái tốc độ tăng trưởng trong tương lai. Và sự ứng dụng về chuyển đổi số của doanh nghiệp thì sẽ tiếp tục đưa thương mại điện tử thành gọi là những cái mô hình mới trong phân phối, trong hệ thống phân phối cũng như là tạo đà tăng trưởng cho thương mại và kinh tế giai đoạn 2023-2025. 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Với nhiệm vụ trọng tâm số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, khai thác sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với nỗ lực tự cải thiện năng lực của doanh nghiệp, nhà nước cũng cần tăng các nguồn lực để hỗ trợ việc hấp thụ, nghiên cứu và phát triển công nghệ, có cơ chế về vốn, tín dụng, thu hút nguồn vốn để thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng công nghệ mới. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị đối thoại ngân hàng doanh nghiệp với chủ đề ngành ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển. Phản ánh tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn đang phải vay vốn với lãi suất khá cao và khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn. Chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp năm nay tiếp tục có sự tham gia của nhiều ngân hàng thương mại. Cụ thể, tại hội nghị đã có 16 ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh ký cam kết cho 64 doanh nghiệp vay 11.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay ngắn hạn 7% trên một năm và trung dài hạn 10% trên một năm. Trước đó, năm 2022, chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã giải ngân đạt 568.340 tỷ đồng cho 32.500 khách hàng,
tăng 16,65% so với năm 2021. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhận định cần nhiều cuộc đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp, không phải để chỉ trích mà hiểu nhau để cùng hợp tác, đồng hành. Các cơ quan ban ngành của thành phố cũng cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn, không chỉ có các ngân hàng. Hội nghị trao đổi về sáng kiến hộ chiếu Logistics thế giới và khả năng tăng cường hợp tác Việt Nam UAE trong lĩnh vực Logistics đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Hộ chiếu Logistics thế giới là sáng kiến toàn cầu do Dubai dẫn đầu, được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại thế giới. Khi được cấp hộ chiếu Logistics thế giới, hàng hóa từ Việt Nam đến UAE được tạo điều kiện thông quan, miễn giảm thuế hàng không, giảm thời gian kiểm tra và thời gian lưu kho. Với cái chương trình này thì cũng xuất phát trên cái mối quan hệ giữa Việt Nam và UAE, và đặc biệt năm nay là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thì chúng ta cũng có cái sự quan tâm và hỗ trợ cho phía bạn quảng bá chương trình và giúp cho doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta có thể hưởng lợi từ cái chương trình này. Hiện UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông với kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2022 đạt 8 tỷ USD. Hộ chiếu Logistics Thế giới chào đón 5 doanh nghiệp Việt Nam vào danh sách các đối tác và hy vọng thời gian tới số lượng đối tác sẽ càng tăng.